khi đứa chị hấp tấp và mẹ kiểu: đùi gà ngon quá mẹ. Dừng lại, đưa cho em. Đưa đây, của em mà. Ờ, con lấy trước mà. Mọi hôm mẹ chả bảo ai nhanh tay thì được à? Mai em nó thi, cần phải bồi bổ nên nhường em để nó được điểm cao. Đúng rồi đó, mai em thi học kỳ vất vả lắm. Mày tưởng mình mày thi à? Con cũng thi mà mẹ. Con cũng thi, nhưng mà lúc nào con chẳng được điểm cao. Thôi đưa em. Con không, con mà không ăn mai bị điểm thấp thì sao? Ơ, mẹ. Mẹ giả vờ thôi, cái này á, to hơn nhiều, ăn đi. Con xin mẹ. Đầu hấp tấp.